Hoài Linh chính thức lên tiếng về lùm xùm 13 tỷ tiền từ thiện. Hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã chính thức lên tiếng về số tiền 13 tỷ đồng được nhiều người hảo tâm đóng góp giúp đồng bào lũ lụt miền Trung mà dư luận quan tâm thời gian qua. Theo đó, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh khẳng định với báo Người Lao Động rằng số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản riêng dành cho mục đích thiện nguyện mà anh đã thiết lập. Nam danh hài này cho biết Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, anh đã chuẩn bị chuyến đi trao số tiền cho đồng bào miền Trung sau chuyến lưu diễn tại Điện Biên, Lai Châu. Song vì tình hình dịch bệnh bùng phát nên anh phải dời lại. Anh dự kiến từ ngày 10 đến 17 tháng 5 tiến hành chuyến đi, nhưng rồi dịch bệnh lại bùng phát nên đành phải dời. Tôi là người của công chúng, cần phải làm gương, không thể tập trung đông người. Mọi người hãy tin vào sự minh bạch của tôi. Cho đến thời điểm này thì số tiền quyên góp không phải là hơn 13 tỷ đồng, mà chính xác hơn là 14,67 tỷ đồng. Tôi sẽ thực hiện sứ mệnh này và có các chứng từ, giấy xác nhận của địa phương, nơi đoàn từ thiện của tôi đến trao. Bởi lẽ khi tiến hành đi trao số tiền này, tôi đều phải thông qua chính quyền địa phương và có sự xác nhận của địa phương khi tiếp nhận số tiền giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả sau thiên tai. Danh hài Hoài Linh nói. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh cũng cảm ơn tấm lòng từ thiện của đông đảo khán giả đã yêu mến hưởng ứng lời kêu gọi trên trang cá nhân của anh. Thương lắm quý vị ơi, có nhiều người gửi 8.000, 9.000 đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng cho thấy tấm lòng thiện nguyện chia sẻ với đồng bào miền Trung. Tôi sẽ đến tận nơi trao và xin lỗi đồng bào miền Trung vì sự chậm trễ này. Về số tiền mua vòng hoa và phúng điếu cố nghệ sĩ Chí Tài mà một số khán giả đã gửi vào số tài khoản giúp đồng bào miền Trung, danh hài Hoài Linh cho biết anh đã tách hẳn ra bởi chi tiết sau mỗi tin nhắn gửi tiền, người gửi đều ghi rõ mục đích trao tặng. Nam danh hài cho biết sẽ thay mặt ca sĩ Phương Loan và cố nghệ sĩ Chí Tài dành số tiền 83.000 đô, tương đương hơn 1,9 tỷ đồng để giúp đỡ bà con, theo đúng tâm nguyện của người quá cố. Để chứng minh tính minh bạch của bản thân, nghệ sĩ Hoài Linh còn khẳng định sẽ công bố các clip chứng từ sau mỗi chuyến làm từ thiện. Nam danh hài cho biết sẽ làm việc đúng lương tâm và không phụ lòng tin của công chúng. Ngay sau khi lời trần tình của nghệ sĩ Hoài Linh lan truyền trên các trang mạng xã hội, netizen xôn xao bàn tán và không ngừng đưa ra những quan điểm trái chiều. Các fan hâm mộ của nghệ sĩ Hoài Linh vẫn tin tưởng, tỏ ra cảm thông vì tình hình bệnh dịch nên nam nghệ sĩ mới chưa thể trực tiếp đến miền Trung trao tận tay cho bà con số tiền quyên góp trên. Người hâm mộ động viên nam nghệ sĩ giữ vững tinh thần để hoàn thành trách nhiệm, sớm vượt qua những lùm xùm không hay. Tuy nhiên, đa số dân mạng cho rằng Hoài Linh nên thông báo rõ ràng sự việc này ngay từ đầu, chứ không phải đợi đến khi khán giả thắc mắc mới lên tiếng giải thích. Bên cạnh đó, netizen cũng nhắc tới sự việc bà Phương Hằng lên livestream gọi tên Hoài Linh giữa sự việc từ thiện 13 tỷ đồng. Theo đó, bà Phương Hằng cho rằng nghệ sĩ Hoài Linh không ăn quỵt số tiền từ thiện 13 tỷ đồng, bởi lẽ nam nghệ sĩ rất giàu có nên không cần số tiền này. Trên sóng livestream, bà Phương Hằng chia sẻ, vừa rồi chắc quý vị cũng có nghe chuyện Hoài Linh, tôi cũng không biết đúng hay sai. Nhưng theo như tôi, đối với Hoài Linh, hột xoàng Đông Thành Loan thì 13 tỷ đâu có nghĩa lý gì đâu, búng tay cái chốc là có rồi. Có điều Hoài Linh bị quên thôi, nhưng mà nếu thật sự Hoài Linh có nhận 13 tỷ đó của quý vị thì thời điểm nhận là giúp đỡ cho lũ lụt, mà giờ lũ lụt không còn nữa chỉ còn dịch. Vậy thôi tiền ai trả về nhà đó đi, ai chuyển vô sao thì chuyển ra y vậy thì em thấy hay hơn. Cái thứ hai là tôi thấy tiền của cộng đồng mạng mà giữ mà không có lý do thì đây là cái cần làm rõ. Nếu mà xử lý câu chuyện này khó thì Hoài Linh cần lên tiếng. Nếu Hoài Linh không lên tiếng thì quý vị có thể đòi một cách công khai. Thậm chí quý vị có thể làm đơn gửi cơ quan chức năng để đòi lại tiền ủng hộ lũ lụt. Một số bình luận của khán giả. Chú Linh lên tiếng xin lỗi khán giả rồi mọi người còn đòi hỏi gì nữa hay mọi người phải dồn chú vào đường cùng. Không tin được chú Hoài Linh thì Việt Nam mình chẳng ai đáng tin. Từ đó tới nay hơi bị lâu sao bây giờ có người nhắc đến chú mới xác minh ạ. Lũ lụt là lúc người dân cần tiền nhất mà chú lại giữ đến nay. Hãy chứng minh điều đó bằng các hóa đơn chứng từ. Bây giờ không thể tin được ai hết. Cô Hằng mà không bới lên thì chú cũng không lên tiếng luôn ạ.